Rồi, vô đầu video xin chào cả nhà, chúc cả nhà một ngày mới được nhiều sức khỏe. Mời cả nhà xem video cho vui nha. Dì Chính về tới rồi đó. Mang mới về. Con mới về. Ngoài không? Không, Tấn đi đổi không khí rồi. Má khỏe ha. Sáng ăn sáng nè, rồi phải không? Đẹp ghê, Đạt thấy đem về chồng đây. Lâu lắm rồi. Lâu dữ lắm rồi, giờ mới ra đó. Ăn gì? Được. Ủa đâu? À được. Ăn nào? À, Đạt bữa nay lễ cũng đi về đây với Út nó. Đi. Ra. Ra hái hạt tiso. Thanh trồng ngoài á. Giờ mình đi ra nhà cô Út con Tấn. Thanh nó có trồng artiso, mình ra mình hái vô nấu nước uống cho mát. Chín cây rồi nè. Đập cái hồn ơi. Bà ảnh cho tính mấy hộp gì ảnh ưng đúng không? Dạ. Anh với anh chồng cái chỗ mà chỗ cái trồng rau cũng đẹp lắm á. À. Thanh chồng ạc tí xô. Vậy mà cô đâu có biết đâu vậy là hái bông hả? Này kêu tên người ta kêu là cây gì? Qua. Qua giấm giấm một. Dạ. Qua giấm một đỏ. Mà Út một tấn trồng hành nè. Mẹ vô qua đây nè, bước qua. Trời, từ từ. Nhỏ rồi. Đây. Nè. Này con hái mấy cái trái này bự trước nè, ổn mấy con bự trước nè. Bông này nó nở trước. Đẹp quá ha. Chua chua. Dạ. À. Trời nữa. Vậy là mình nấu với đường phèn. Uống mát gan. Ừ. Tốt lắm á. Để vô để vô trong tủ lạnh lạnh. Có người làm xì gô nữa. Cắt. Vậy là cái màu này làm xì gô được nè. Dạ. Bông đẹp hết sức rồi. Này chưa bự hung nè. Còn bự nữa hả? Dạ. Có nó bự hơn chút nữa hả? Rồi rồi rồi, con có đưa anh Tấn về trồng không? Đợt đó cho anh mới hột chung này nè. Ừ. Anh về ương nó không lên, hư rồi, anh kêu ơi đó. Lấy cái này chừa lại cho nó già cho anh khinh. Vậy hả? Giỏi quá ha. Nội đi đám rồi phải không? Nội đám rồi phơi đồ. Rồi nay con có học không? Ừ. Đây nãy giờ Thanh hái được nhiêu bông nè? Không được nửa ký không? Nửa ký không? Nhiều lắm mà nó chưa bự hết. Hoài chuối phổi chín rồi nè. Này nấu ăn ngọt cũng như chuối táo hoại vậy. Giờ ta ăn bữa cơm đậm bạc, cá kho khô, ngũ quả luộc. Mời cả nhà dùng cơm với ngoại Tấn nha. Bà ngoại với ngoại. Bà ngoại, ừ. Ta ăn cơm cá kho, rau luộc, rau củ. Rau củ của gì Út nó đem gì? Lễ. Ăn lễ nha. Dỗ tổ Hùng Vương. Dỗ tổ Hùng Vương. Ăn gắp bông cho cái gì bông cải cho bà. Mà là cả là nhà dùng đi dùng là cơm cùng đi cùng là ngoại và con à. À. Chào cô chú, ông bà cô chú nè. Chào nãy rồi. Các cô chú
nấu cơm không? Có mà. Ngoại ăn cơm, ngoại ngồi dây cái cổng gì vậy? Măng tay hả? À? Măng tay út, gái út đem về đúng không? Ừ. Lấy đồ ăn. Hồi nào cũng giờ mới biết ăn đây. Gần đất xa trời mới biết ăn. Mới biết ăn. Ăn cơm rồi hết rồi còn ngoại ngồi nè. Ông ba cô đức nữ. Ngoại ăn rồi. Đó luôn đi. Con lỗi này do bà. Bẻ trái chuối cho bà cụ Hân. Bao đứt lưỡi luôn phải không? Bao đứt lưỡi. Bao đứt lưỡi là có nghĩa là cái lưỡi nó sẽ bị đứt. Nó bao đứt lưỡi. Bao không đứt lưỡi. Nói tiền lỗ sữa. Bao đứt lưỡi. Lỗ ra cho bà cụ đi. Giờ hái vô rồi giờ Hân ngồi tách nặng mắt lên nấu nước uống nha. Chán gì đó. Cháy artiso. À, rồi tách đi con. Làm sao? Là nè nè, tách cho vậy nè, bỏ cái hộp. À, đó. Cái đẹp quá vậy. Đó đó. Dạ hả? Ừ. Có bọt ở dưới đây tưởng là cái hộp ăn. Hai bà cháu nó tách nó. Giống cái giấm mà quá. Ừ. Đó đó. Mà bỏ cái hột đó đó. Cái hột là giống cái trái gì nữa nè. Cái trái gì. Trái gì trước hả? Ừ. Chùm bao. Cái gì con đua bà Út cao ấy ăn được. Giờ mình tách ra rồi mình rửa. Để nó bụi bặm rồi chẳng hóa rửa cho sạch. Thì mình coi như là mình. Cái này là không có cần là để lường nhiêu nước, nhiêu đường. Mình can độ chừng thôi. Lần đầu tiên mới lần đầu tiên nấu. Mà lần đầu tiên cũng mới biết luôn. Đây ra một cái bắp chuối. Chỗ ra dài dữ đủ. Giờ chặt vô. Chặt vô ăn cháo. Ngon ha. Bắp thì bự 2kg. 1kg nhiêu à? Giờ nó sôi lên ra màu nè. Giờ còn cái ruột của nó trắng tươi nè. Giờ mình vớt ra. Rồi để đường vô. Rồi chuối ăn là thèm luôn. Ừ. Đi ra ngồi chợ bào được rồi đó đúng rồi. Bờ chuối xả nước mái còn thổi cần chanh cũng trắng. Trắng không? Trắng. Tôi đâu có bỏ miếng chanh rồi đó. đi ra ngồi mà Hân ơi, Hân con đi ra ngồi chợ bán nè, cậu đủ ủa ông đủ bào nè, ông một bào ngồi bán nhiêu một ký nè. Nay ghé Út về tắm rửa sạch sẽ ra đứng mát mẻ chơi ra đầu mát. Ừ. Ghê Út bữa nay đi về mai trong vụ mới đó, má biết chưa? Biết đồ mới không? Nghe nói vậy. Vậy đó hả? Rồi tắm mát mẻ lên nằm đi, chút xíu nàng cháu dịch. Mấy chị em xuống về nay nấu nồi cháo gà với dịch hai con lộn lại luôn. Chung luôn. Hân gấp lá dừa kiểu năm 2022. Hân làm gì Hân? Dạ. Con làm gì ạ? Gấp lá dừa. Gấp lá dừa hả? Gấp năm 2022. Gấp lên đầu. Ngồi cái kìa. Cậu đủ một tấn sắt bắp chuối khỏi cần chanh nè. Xả nước lọc qua hai nước cây á. Hai ba nước trắng tươi vậy nè. Mấy nước đâu? Trắng phơi phới luôn. Đây nè. Nước đậu bạo chút xả liền. Bạo chút cái xả qua cái khỏi cần chanh ha. Ừ.
ai kêu chị để ngâm ăn hồi đi ăn xả bắt đầu rồi sao để ngâm nước nó còn nữa không muốn cái gì hồi nãy tính nấu cháo hết hai con gà ăn vịt mà giờ thôi chiếc con gà lại kho rồi gừng ăn chiều ăn mặn chiều ăn cơm chung lẽ nấu cháo rồi chắc nhắc không có đồ mặn đó làm cho có món chứ về gì chính là bếp chính luôn đào cả nhà hôm nay về chơi có Út Liêm về rồi mình về chơi em lâu lâu nó về mấy chị em xúm nhau mặn nhiêu đó 30 tháng 4 chị Tám cũng không về 30 tháng 4 đó đó Liêm đi chơi đi với công ty phải không đi ngoài đi chơi rừng thì ăn cơm với cháo tính có ăn mớt vô đây không ba mét rồi vàng rồi đó chưa? Vàng rồi đó để miếng ta miếng gừng vô sạc ăn cơm chưa thơm đã xong đó ốc ở nhà đó ốc pu ở ngoài mấy líp cam nữa con này to nè đâu vô phẩm ừ ngon ghê ha làm nước mắm xả này làm nước mắm xả vịt chín chọc vịt kìa thấy ngon không mà cái dao ngon cái dao của cậu đủ bén ngon ghê luôn chưa ăn nữa chưa ăn nữa đi về ăn nè con thôi không về nhà kìa hai ổng nhậu thịt nhậu hả rồi chị hai nay về bển rồi dạ mẹ cho con biết mà mấy gì mâm cơm của mình đây bà lão ăn để giò trên giò dưới kìa để giò trên giò dưới rồi mời cả nhà ăn cháo với ngoại Tấn nha chào mời cả nhà dùng cháo chống dịch với gia đình nhà dùng cháo với gia đình ngoại Tấn mấy thanh niên đi cầu cá mấy đứa cháu trai đi cầu cá hết rồi tới 6 giờ mới về giờ còn mấy mợ với gì ăn chim của chị Tám nuôi á. Mời ông bà và các cô chú cùng ăn với con. Ừ. Rồi ăn với con đậu đậu là tên gì? Ngon. Nói. Ngon. Con thơm hơn. Cái đậu đậu hơn lần hồn mỡ và thèn. Cái đậu ngỗng. Nó mỡ thì nó ngọt hớt hoài. Hớt ra ngoài bớt. Dịt xiêm. Cái đầu dịt xiêm. Ăn nó mềm ngon lắm. Đâu có. Con đâu có đâu có ngỗng đâu mà. Ngỗng. Má ăn con ngỗng rồi sợ nó ngỗng cả là phải không? Ăn chị nhất nghe chị lại ăn nhỏ đó nó ngứa, chị thấy là nó ngứa giải mình nãy lỡ. Vậy đó nãy tao. Ừ, ngủ cái nó mùi vậy nó ăn. Ừ, hồi xưa ăn nhất ở nhất vẫn có bán ngỗng lứa ngỗng gì không? Trời ơi, chị lên mà chị nước rồi người ta bán nhất kìa. Mua một cặp, mua một chó. Nó ăn cho chị chạy luôn. Tôi đó có hai con rồi. Nó ăn hả từ đây cho tới trên gì nè. Rồi nó ghĩa nữa. Nó như vậy thêm phải không? Ăn hoài được hoài phải không? Chú nó đồ cũng có chanh nặng, sắc cũng có chanh nè. Dâu hút, thấy từ rồi. Sắc cái gì mấy trời? Cái gì mà? Sắc nước không? Nước, hai ba nước cái gì? Ừ. Sốt xả ngoài xả lại vậy á. Nó cũng trắng tươi à. Nó trắng tươi à. Mới vừa mới đẹp đó không? Hả? Nấu hồi nãy đó giờ đẹp không? Nâng ly coi. Trời ơi, đã kêu vô. Trời ơi, bà ngoại bà cũng nâng ly bà vô nữa kìa. Mới nấu đầu tiên.
bà mới hái chai giếng, bông giếng rồi đầu lần đầu tiên ha. Cái này mà hái để rồi nó lại đám cưới đám nói gì đâu đãi được hết à. Rồi biết nhiều lại nữa. Ủa vậy hả? Chị biết mãi chắc hơn nửa ký bông. Nhiều, hơn nửa ký à. Mà nấu cho nó mấy nước à. Xin chào mọi người, mình là Tính. Nếu thấy thích video này, mọi người nhớ nhấn like, share video này và đừng quên để lại một bình luận để ủng hộ mình nha. Và cuối cùng là đừng quên đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mới từ gia đình mình nha. Xin cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha.